This is Ca Mau, Vietnam. Wall number 2. That's Phu Cường Hotel. That's the bridge crossing over to wall number 5. Number 6, number 5 and 6. That's a Ca Mau Hotel. Street food. Yeah.
get a lot of street food. Church over there. Oh, chào ông sư, làm gì đó? Đi đi đi, bộ tập thể dục. Đi tập thể dục.